Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn. Ai đi qua tháng ngày, đi qua những khờ dại. Ngược dòng sông ấy, nước mắt trong lành cội nguồn. Như chiếc lá, như cành cây khô gầy rụng trước gió. Cuộc đời vẫn thế, vẫn sinh ly từ biệt. Đừng quên năm tháng được gần mẹ cha. Đừng quên câu nói mai này con sẽ hiểu. Một ngày khi nghĩ về những gió mưa nhọc nhằn, nặng tiếng lòng. Rồi hành trang ấy ai sẽ mang khi lìa chân. Như hạnh phúc, như tình yêu, vốn đâu cần nguyên do. Cuộc đời vẫn thế, có yêu thương, thù hận. Đừng như mây gió nhẹ nhàng trôi đi. Đừng quên yêu thương nơi làng quê mái nhà. Rồi ngày sau nghĩ về những tháng năm vô thường, nặng tiếng lòng. Nơi đây còn bao tiếc nuối, nhớ thương đầy vơi. Nhẹ lòng ai đi qua mênh mông dòng sông, ngước mắt nhìn về trong tim còn lại tháng ngày. Về trước đi, mấy năm nay thua quá rồi. Hôm nay vô nhất định phải gỡ cho bằng được. Mẹ, mẹ cho con xin ít tiền đi. Tiền gì nữa, hôm qua mới đưa mà. Tiền ai nấy xài đi. Mẹ chia cho con chút đi, con khô máu hết rồi. Tiền ông ba đưa 100 triệu đâu? Thì 100 triệu chứ có bao nhiêu đâu. Mà mẹ làm như vài tỷ vậy, phải chia làm ba. Con được có 30 à, chơi một tí là hết rồi. Cái thằng quỷ này, 30 triệu mà mày làm như 30 ngàn vậy á. Mày ăn chơi cho lắm vô, xong rồi á mày bắt cái bà già này đi lừa thiên hạ để cho mày xài. Thì mẹ là mẹ của con mà, mẹ không lo cho con chứ mẹ lo cho ai? Chứ không lẽ lo cho mấy ông già đó. Mày khùng, mày khùng hả thằng quỷ? Đau. Mà mẹ tranh thủ lấy tiền của ông ba rồi lo chuồng đi, lâu lắm rồi đó. Biết rồi, từ từ. Mấy đứa con của ổng á giàu lắm. Chờ ổng á, ổng chuẩn bị tiền để mua nhà nữa chứ. Thôi vậy đi, cờ bạc mà mượn tiền xui xẻo quá. Thôi đi giùm đi. Đúng là đồ keo kiệt. Chú ba, chú ba, chú ba, bà xíu bà. Cái gì? Con làm gì hớt ha hớt hải vậy? Ngồi xuống đây nói tôi nghe coi. Chuyện gì? Hả? Cái gì mà lụp chùm nó không nghe? Cái gì? Chú ba,
Bà xíu bà lừa tiền. Không có nghe được cái gì hết. Từ từ bình tĩnh, nói từ từ từng câu. Bà xíu là kẻ lừa đảo. Bà lừa tiền cọc nhà chú hả? Sao chú cọc tiền á mà không báo cho An biết, hay là những người con của chú biết vậy? Cậu An nói cho đàng hoàng chút đi. Bà xíu hồi xưa tới giờ bà ở đây, bà đâu có làm bà cái chuyện bậy bạ đó. Tầm bậy không à? Đàng hoàng đâu mà đàng hoàng. Con tận mắt chứng kiến bà cọc kè với người khác, lừa đảo chú đó. Tôi nói cho cậu biết nha, bà mà nghe cậu nói cái kiểu này á, bà chửi chết luôn chứ không phải chơi đâu. Trời ơi, nếu chú không tin á, chú lấy điện thoại gọi cho bà đi là biết liền à. Cậu nói làm sao chứ? Cậu nói mà không có là biết tai của tôi à. Người ta nào giờ có gì đâu. Gì kỳ vậy ta? Chú, có khi nào bà trốn luôn không? Không có chuyện đó đâu. Này chắc máy bà hết pin hay gì nè. Thôi được rồi, cậu chở tôi qua nhà bà cái coi. Dạ. Đi đi, lẹ. Chú. Nè nè nè, nhà này nè. Bà xíu ơi, bà xíu. Bà xíu ơi. Ủa, mấy ông tìm ai vậy? Tôi tìm bà xíu. Có bà ở nhà không? Lại là bà xíu nữa. Đây là nhà của tôi. Trời đất ơi, không có nhà bà xíu nào ở đây hết trơn đó. Mấy ông bị lừa hết rồi. Mấy ngày nay đó nha, có rất nhiều người tới đây hỏi y như vậy đó. Vậy chú có biết bà xíu đang ở đâu không? Tôi đã nói rồi, tôi không có biết bà xíu là bà nào hết đó. Thôi mấy ông đi giùm đi, phiền phức quá. Vậy là sao cậu? Rõ ràng mấy bữa trước ba hẹn tôi tới đây mà. Thôi, đây con đi báo công an. Mà khoan đã, chắc là có hiểu lầm gì ở đây. Hay chở chú qua bên kia cho chắc ăn. Dạ. Chậm. Ở đây nè. Ông Chính ơi, ông Chính. Ông Chính ơi. Ông Chính ơi, ông Chính. Ông Chính ơi. Ủa, đây là nhà ông Chính. Hôm qua tôi mới đặt cọc tiền nhà cho ổng nè. Còn cậu là ai mà vô trong này ở vậy? Ê, cậu mà giải thích không xong á là không yên với tôi đâu nghe. Tôi gọi công an phường xuống làm việc đó. Vô nhà người ta ở ngang xương vậy. Gọi công an là tôi nè ông nội ha. Hai người là ai mà tự nhiên tới nhà tôi lam sùm như vậy? Rồi nói gì ông Chính nữa hả? Tôi đã đặt cọc cho ông Chính 100 triệu ngày hôm qua rồi. Đây nè, giấy tờ nè, giấy đặt cọc nè. Coi đi. Trời đất ơi, tính lừa tôi hả? Đâu có dễ đâu. Coi kỹ đi. Số nhà tôi đúng nè, số phường cũng đúng luôn rồi. Nè, nhưng mà tên tôi là Phạm Hồng Quân. Ông ký với tên nào lạ quắc vậy ông nội? Ông Chính, ông nói là ông Chính à? Mà ông Chính nào ta? Có phải là cái ông ốm ốm cao cao phải không? Đúng rồi, ổng đó, còn ai nữa? Trời ơi, cái cha nội đó hôm qua tới thuê nhà tôi. Ổng thuê làm gì tôi cũng không biết nữa. Hôm qua trả nhà đi đâu mất tiêu rồi, tôi liên lạc không được nữa. Ủa, cậu nói vậy là sao? Rõ ràng là hôm qua ông đi cho tôi coi sổ hồng đàng hoàng. Tôi thấy có sổ hồng tôi mới đặt cọc tiền nhà nè. Ông thuê nhà ông, làm sao ông có sổ hồng được? Trời ơi, cái sổ hồng 100 cái cũng làm giả được ông ơi. Ai làm không được. Đây nè, ông bị gạt rồi ông ơi. Ông muốn mua nhà thì ông phải lên trên phường, coi người ta xác minh cái sổ hồng đó là thật hay là giả. Cái số nhà đó là giả hay là thật. Rồi cái người đó có phải là chủ nhà hay không rồi mới đặt cọc. Tự nhiên được cái sổ hồng rồi ông đặt cọc 100 triệu à. Trời ơi ông ơi, tôi không nói chuyện với ông nữa. Ông đã bị lừa rồi, thôi tôi đi vô nhà. Ông đừng đứng đó nữa. Nè. Không có được nghe. Gì vậy? Giờ phải trả tiền cọc lại cho tôi. Bây giờ tôi không mua nhà, ông phải trả tiền cọc lại cho tôi chứ. Đúng rồi, ông mua nhà phải trả tiền cọc. Thì ông đi kiếm cái người, ông đưa tiền cho người ta lấy lại đi. Nè, bây giờ tôi hỏi cái cậu này nè. Cậu này đứng em nãy giờ nè, cậu tên gì? Dũng. Nè, Dũng. Bây giờ tôi hỏi anh Dũng nè. Bây giờ nè, anh Dũng mà có cái sổ đỏ của cái bụng binh ngã sáu gì đó, đưa cho ông, rồi bán. Ông mua không?
Bộ ông thấy cái sổ hồng là ông mua liền hả? Ông phải xác minh nó là thật hay là giả chứ. Thôi, tôi không cần biết. Ông cho người ta thuê nhà thì ông phải biết nguồn gốc của người ta chứ. Rõ ràng ông là một phe hả? Lừa đảo người ta hay gì? Trả cho tôi 100 triệu đàng hoàng nghe. Đó là tiền mồ hôi xương máu của tôi đó. Đây nè, tôi nói cho ông nghe, tiền mồ hôi xương máu của ông phải lấy lại. Lấy lại cái người gạt ông nghe chưa? Ông còn quậy nhà tôi nữa, tôi kêu công an đó. Ê, nè. Chú bà nè, mở cửa ra. Nè, chưa nói chuyện xong mà. Nè, mở cửa ra, trả tiền công cho tôi. Chú bà, chú bình tĩnh lại đi. Tiền mồ hôi xương máu của chú, bình tĩnh sao được. Nè, mở cửa. Bớ người ta, ông Quân đồng lõa cấu kết lừa tiền của tôi nè. Ai gạt ai? Ông muốn quậy phải không? Ông quậy là phải lên sình. Coi tôi quậy nè. Anh Hải công an khu vực hả? Anh xuống đây nè, có người quậy nhà tôi nè. Ừ, kêu công an xuống đi. Ông chờ coi. Lên sình với ai? Ừ, cho lên sình luôn. Đó, anh Hải coi giùm tôi, coi Minh Quang giùm tôi đi. Chứ tự nhiên ông tới nhà tôi, ông xả vô mặt tôi vậy đó. Chú ơi, chú bị người ta lừa rồi. Thật sự cái chủ quyền này là chủ quyền của anh Quân. Trời đất ơi. Ủa, anh đây là con trai của chú hay sao? Mà sao nhà mình chủ quan quá vậy? Đi mua nhà không thể nào để một mình chú lớn tuổi mà đi một mình như vậy được. Bọn người lừa đảo rất là tinh vi. Tôi cũng chỉ là người quen của chú thôi. Tại chú làm gì cũng tự quyết định, còn cái cản cũng không được đâu. Xạo. À, thiệt đó, là trong chuyện này tôi cũng chủ quan một phần. Tôi cũng không có tìm hiểu rõ mục đích của nó thuê nhà để làm cái gì, để nó có cơ hội để nó gạt chú này. Vậy là cậu thừa nhận cậu có lỗi trong chuyện này đúng không? Vậy thì cậu cũng phải chia sẻ một phần tổn thất của tôi chứ. Ừ. Phải không chú công an? Ở đâu ra? Chú bình tĩnh đi, chú nghe con giải thích. Thực sự ra trong chuyện này á, chú hoàn toàn không có cơ sở yêu cầu ông Quân bồi thường thiệt hại cho chú. Nhưng mà chú yên tâm đi, công an tụi con sẽ cố gắng điều tra vụ việc này cho chú. À, thôi bây giờ anh giúp chú viết một cái đơn tố cáo bà xíu. Còn anh Quân đây viết giùm tôi cái bản tường trình. Mình tường trình lại sự việc của việc thuê nhà và thông tin người thuê nhà. Nhờ đó mà tôi mới có bằng chứng và thông tin để điều tra cái vụ việc và bồi thường thiệt hại cho chú. Là tôi có thể lấy lại được tiền phải không chú? Dạ đúng rồi chú. Anh và chú bây giờ viết giùm con cái bản tường trình, qua bên kia ghi giùm con nha. Cậu mà không khai thật á là tôi không để yên cho cậu đâu nghe. Tôi tới nhà cậu tôi quậy lên sình luôn đó. Trời ơi, rồi tôi biết, tôi khai thiệt tình vô đây được chưa? Khai kỹ lưỡng. Nè cái giết này ông nội. Xong chia tay bớt đau khổ đi. Khổ ghê tôi luôn đó. Tôi không có quen biết gì đâu mà chia tay sớm hay là muộn. Đồ thì tôi sẽ làm bản tường trình cụ thể, không sót một từ luôn nè. Trời ơi, tiền. Tiền mất hết rồi làm sao mà sống nổi đây. Đồng tiền nó dính liền với khúc ruột. Mà bây giờ đồng tiền nó mất rồi thì khúc ruột đây nó cũng tiêu luôn. Tiền mất hết rồi. Chú ba. Có tiền rồi hả? Công an có bắt được bà không? Lúc công an tới chỉ bắt được những người đánh bài thôi. Con nghe nói là mẹ con bà xíu á đã bỏ đi từ sớm rồi. Trời ơi là trời, rồi tiền của tôi làm sao đây? Ai trả lại cho tôi đây? Tôi nói tất cả cũng tại cậu hết á. Biết bà không chịu bắt bà lại liền. Bắt bà lại thì tôi đâu có mất tiền đâu. Dạ, tại lúc đó không có bằng chứng. Mà phải chi chú bà đặt cọc tiền nhà có công chứng thì đâu xảy ra nông nổi này đâu. Ủa, cậu nói cái gì vậy? Tôi là cái người bị hại mà bây giờ cậu nói lòng vòng một hồi á, tôi thành tội phạm hả? Hả? Dạ, con không có ý đó. Mà tôi dặn nè, chuyện này á đừng có nói cho con An nó biết nha. Nó mà biết á thì... Biết thì sao hả ba? Dạo này thấy tài lanh quá hả? Phải không? Dạ, tại bất đắc dĩ thôi chú. Con nghe nói là ba lấy tiền đi đặt cọc nhà, rồi để người ta lừa hết số tiền đó. Sao ba ngây thơ vậy ba? Trong cái chuyện này á, ba cũng là nạn nhân. Ai có ngờ cái bà xíu đó
dáng vẻ bề ngoài thì hiền lành tốt bụng, nhưng mà tâm địa xấu xa đê hèn vậy. Nhưng tại sao ba không nói với con? Nếu như con đi theo thì đâu thể nào xảy ra chuyện này. Chưa kể anh hai quản lý tiền ba cái kiểu gì mà để ba xài phung phí như vậy nữa. Ba thấy con lu bu công việc, ba đâu có dám làm phiền con. Nhưng mà ba cũng kiểm tra cái sổ hồng kỹ lắm, ai ngờ đâu nó tinh vi tới như vậy. Tôi thấy mấy người này lừa đảo chuyên nghiệp, thủ đoạn của chúng rất là tinh vi, có sự chuẩn bị rất là bài bản. Nếu như là tôi, chắc tôi cũng sẽ bị lừa thôi. Đúng rồi. Thôi con đừng rầy ba nữa nghe. Thôi được rồi, con không nói nữa. Nhưng mà từ bây giờ con sẽ thay anh hai quản lý tiền của ba. Mỗi ngày con sẽ đưa ba một ít để ba tiêu xài. Trời trời, vậy sao được con? Ba không có quyền ý kiến ở đây. Ba làm mất rất nhiều tiền của con rồi, không thể nào để ba giữ tiền được nữa. Quyết định vậy đi. Đừng vậy mà con. Con khoan đã, tính kỹ lại coi. Nè, tất cả cũng tại cậu hết á, không giúp được cái gì hết, đúng là vô dụng. Bây giờ mất tiền nè, cũng không được mua nhà nữa, đi ăn mày luôn á. Nhìn tú gì? Trời đất ơi, dòm tôi hoài vậy. Ê, đưa nhanh lên, nãy giờ tới bến nha. Không sao không vậy. Ê, khoan đã. Gì vậy? Gì vậy? Sao vậy? Bộ tụi mình vô đây thiệt hả? Ủa sao vậy? Nhưng mà tụi mình chưa đủ tuổi mà. Bộ bà sợ hả? Tôi tưởng cả ngày đi chơi với tụi tôi bà đã gan rồi chứ. Thôi nếu mà bà sợ á, bà về nhà chơi bán đồ hàng với ba của bà đi. Búp bê Barbie nè, bán đồ hàng nữa. Chơi xe lửa đồ chơi đồ đó. Vô thì vô, làm gì phải sợ. Ôi, gan dữ ta. Lớn rồi nè. Vô. Lẹ lên. Gì vậy? Gì nữa vậy? Hay mọi người vô trước đi, tôi nghe điện thoại xong tôi vô sau nha. Nhớ vô đó nha. Ê, nhớ vô nha. Bây giờ ba mới chịu gọi cho con đó hả? Thì con đang đi chơi với bạn con, chút nữa con về. Nhóc, đi đâu vậy? Chết rồi. Em có hẹn với mấy đứa bạn. Thôi em vào trước nha. Nè, đi đâu? Có biết đây là đâu không? Đã đủ tuổi chưa mà vô vậy? Ủa, anh vào được thì em vào được. Mày đặt trả treo hả? Anh khác em khác. Đi. Không, không, em không về. Nè, ai cho mấy đứa nhóc vào đây? Đi. Thả em ra. Thả ra. Anh Dũng. Tôi xin lỗi nha, đã làm phiền anh. Chuyện anh bị ba tôi quấy rầy, anh cứ kệ ổng đi. Nếu sợ phiền á thì mời tôi đi ăn đi. Anh đúng là thực dụng á. Xuống đi. Ủa, bé Nhi? Sao con đi với anh ta? Hả? Anh làm ba kiểu gì mà con mình đi đâu làm gì không biết là sao? Cho anh biết,
tôi bắt gặp nó ở chỗ quán bar đó. Quán bar hả? Đúng. Nó đi cùng với một đám nhóc nữa. Tôi nghĩ anh nên xem lại tư cách làm ba của mình. Không có ai làm ba mà vô trách nhiệm như anh hết. Còn cô á, tôi nghĩ lý do chính là do cô. Ủa? Liên quan gì tôi? Con làm sao vậy? Tại sao con đi quán bar? Con có biết chỗ đó như thế nào không hả? Anh, bà có quan tâm tới con hả? Bà có biết là hôm nay con đã bỏ học nguyên một ngày không? Con bỏ học hả? Chưa hết đâu. Con còn ăn trộm tiền trong tủ của ba để đi chơi với đám bạn xấu. Ba làm sao mà biết được? Ba thì suốt ngày cứ cô An thôi. Cô An thấy này, cô An thấy kia. Bây giờ trong lòng ba chỉ có mỗi cô An thôi chứ gì? Con nghiêm đi. Anh à, bình tĩnh. Sao con hỗn láo vậy? Tại sao vậy Nhi? Lần trước ba vì mẹ mà đánh con không nói. Nhưng mà lần này ba vì một người ngoài như cô ta mà đánh con. Bây giờ trong lòng ba chỉ có mỗi cô ta thôi chứ gì? Cô, đừng mà anh Dũng. Nè anh Dũng à, anh bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng bình tĩnh từ từ mà nói. Tất cả là tại cô hết á. Tại cô mà ba tôi không quan tâm tôi nữa. Tại cô mà ba tôi mới bất chấp tất cả để đánh tôi. Cô hài lòng chứ? Nhi, từ trước tới giờ cô luôn yêu thương con mà. Cô đừng có nói gì nữa, tôi không muốn nghe. Từ giờ cô đừng có quan tâm đến chuyện gia đình tôi nữa. Hai người sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Nhi, thiệt tình à? Đừng làm như vậy nữa. Em thấy nặng tay với con bé rồi đó. Bé Nhi đang ở độ tuổi mới lớn, nó đang cần được lắng nghe. Anh biết rồi. Bình tĩnh lại. Sao con hỗn láo vậy? Con không muốn dựa dẫm vào ai hết á. Con có tay có chân, con muốn tự mình làm. Nè, đừng có nói hỗn nghe. Con nói cái giọng đó với ai vậy? Bây giờ con hỏi má, cuối cùng con có phải là con của cái nhà này không? Hay là má nhặt con ở bãi rác về? Tại sao má đối xử với con như vậy? Con ghét má. Trời. Nè Út Bàn. Út Bàn. Nhi ơi! Nhi ơi! Nhi! Nhi! Ba xin lỗi mà. Hồi nãy ba hơi nóng. Con cho ba biết con giận ba vì lý do gì không? Con không có gì để nói với ba hết. Nếu như mà ba và cô An còn tiếp tục với nhau thì con sẽ không đi học nữa. Nhưng mà con phải cho ba một lý do hợp lý chứ. Con có còn nhớ lúc mình mới chuyển nhà về đây không? Lúc đó con buồn như thế nào? Chính cô An là người đã ở bên cạnh và an ủi con. Lúc đó bà rất vui vì con có thêm một người bạn. Bà cũng chưa bao giờ có ý định
sẽ yêu thêm một ai khác ngoài mẹ của con hết. Nhưng khi thấy con cười, con chịu mở lòng lại. Ba cũng đã mở lòng theo con. Không ngờ vì vậy mà... Nhưng mà ông ba chắc chắn sẽ phản đối chuyện này. Con đã nghe ông ba nói rồi, nếu như mà một người có con riêng thì sẽ không thể nào hết lòng yêu thương người vợ mới được. Vì vậy ông ba chắc chắn sẽ phản đối chuyện này cho coi. Vậy là con không muốn chuyện trong quá khứ lặp lại phải không? Dạ. Ngày xưa ba cũng vì cưới mẹ mà cãi lời ông bà nội. Từ đó đến bây giờ con chưa được gặp mặt ông bà nội lần nào hết. Nếu bây giờ ba tiến tới với cô An thì cô An cũng bị gia đình từ bỏ thêm một lần nữa, đúng không? Con rất thích cô An, nhưng mà không thể để vì con mà cô An bị gia đình ghét bỏ giống như ba với gia đình nội được. Ba cũng vì lý do đó mà không muốn quen thêm một ai nữa. Thôi được rồi, ba biết mình cần phải làm gì rồi. Mọi người tan ca hết rồi mà, sao anh làm việc khuya vậy? Cô không về đi, ở đây làm cái gì? Thì tại vì em nhớ anh cho nên qua thăm anh. Với lại em cũng đâu có nỡ để anh ở lại làm việc một mình khuya như vậy. Cô thôi đi, em gái tôi biết chuyện này rồi, tốt nhất á là chúng ta tránh xa nhau ra, mất công lại có chuyện nữa. Ủa, vậy tính ra là anh trai mà phải nghe lời em gái hả ta? Cô nói vậy là sao? Thì không đúng hả? Em gái của anh kêu anh tránh xa em ra thì anh tránh xa em, không phải nghe lời chứ là gì? Thì cũng đúng thôi, em gái anh giới thiệu việc làm cho anh mà, phải nghe lời chứ. Không nghe lời thì làm sao lần sau nó giúp nữa. Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô đâu, cô đi ra ngoài đi. Vậy thì anh đừng có tránh mặt em nữa. Anh ôm em đi. Cô làm cái gì vậy hả? Anh sao vậy? Anh mà không ôm hôn em là anh đang nghe lời em gái của anh đó. Hay là anh sợ nó hả? Cô bỏ ra đi. Được rồi, vậy thôi. Em không hứng thú với anh nữa. Em không thích loại đàn ông mà bám váy đàn bà. Hèn. Nè, cô nói cái gì đó? Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là thằng hèn. Được.
mẹ nấu xong rồi nè. Xuống ăn cơm nè con ơi. Ben ơi, mẹ nấu xong rồi nè Ben ơi. Ben ơi. Trời ơi Ben ơi, con sao vậy nè? Chết rồi, sao con nóng quá vậy nè? Mẹ ơi, con mệt quá à. Con nóng quá vậy nè, để mẹ đưa con đi bệnh viện nha. Chờ mẹ một chút. Trời ơi, sao không nghe máy? Không được, mẹ phải đưa con vô bệnh viện mới được. Sao rồi bác sĩ? Cháu chỉ bị sốt siêu vi thôi. Chị đừng lo lắng quá. Tôi sẽ kê toa thuốc, hạ sốt cho bé. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ. Cô Ben à. Cô Ben sao rồi con? Vậy rồi bác sĩ nói làm sao? Mẹ ngồi đi. Bác sĩ nói là cô Ben bị sốt siêu vi thôi. Không sao đâu, mẹ yên tâm, mai là về được rồi. Vậy là may rồi. Ủa mà thằng Thắng đâu rồi con? Dạ, chắc là ảnh còn ở cơ quan đó mẹ. Con gọi cho ảnh không được. Con sốt tới bất tỉnh phải vào viện, vậy mà nó vẫn đi làm được. Giờ này mà còn làm ăn cái gì nữa? Mẹ, mẹ cũng biết là ảnh trước giờ ảnh cũng đàng hoàng mà. Với lại ảnh đang lo kiếm tiền để còn trả nợ nữa. Con nhìn lại con đi, con ăn mặc cái kiểu gì vậy? Ăn mặc gì mà luộm tha luộm thuộm vậy con? Mẹ, tại hồi nãy con gấp quá, con đang nấu ăn rồi cô Ben nó xỉu, cho nên con không. Người ta nói đúng không sai chút nào. Con gái á, lúc ở nhà với ba mẹ thì như công chúa, cơm bưng nước rót. Tới lúc lấy chồng thì y như ô xin vậy. Con đó, con phải biết chăm sóc cho bản thân mình. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu con à. Mẹ à, con biết rồi mà mẹ. Con tự lo cho con được mà. Mà mẹ, con nghe nói là ba ở nhà cũng đang mệt hả? Thôi mẹ về mẹ chăm sóc cho ba đi, con không sao đâu nha. Không, mẹ về làm sao được. Mẹ phải ở đây chăm sóc cho thằng Ben phụ con chứ. Thôi mẹ về với ba đi, con ở đây chăm sóc cô Ben được rồi, không sao đâu. Thôi vậy thôi mẹ về nha. Hôm nay nhìn ổng có vẻ hơi mệt. Dạ. À, con còn tiền không? Để mẹ chuyển tiền cho con. Mẹ à, con còn mà, mẹ yên tâm. Con cần gì thì cứ nói với mẹ nha. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ về cẩn thận nha, về lo cho ba đi. Ừ, vậy thôi, mẹ về nha. Con ở đây chăm sóc cho Ben nha. Dạ. Sao vậy? Anh sao vậy? Đang mạnh mẽ mà, tự nhiên bây giờ lại rụt cổ. Thôi được rồi, thật ra thì em vẫn muốn chơi đùa với anh dài dài.
À em hả? Lúc nãy em gọi anh có chuyện gì không? Sao em gọi anh hoài không được? Cô Ben đang nằm bệnh viện đó anh. Cái gì? Cô Ben đang nằm bệnh viện hả? Dạ, anh tới liền đi. Được rồi, anh chạy tới liền, anh chạy tới liền. Em đợi anh nha. Lúc nãy anh tuyệt lắm đó. Chắc bình thường vợ anh ở nhà bỏ đói anh dữ lắm ha. Làm gì vậy Thắng? Trong khi con mày đang đau ốm, còn mày thì... Mày đúng là thằng tôi mà. Chị An, chị An ơi, chị có chuyện gì hả? Sao chị buồn vậy? Chị không sao. Có chuyện gì hả em? Dạ, đoàn kiểm toán tới rồi. Để chị ra coi sao. Dạ. Xin chào, tôi là giám đốc nhân sự của tập đoàn Phương Tính, cũng là giám đốc công ty xuất nhập khẩu thiết bị máy móc Phương Tính mà các cô làm kiểm toán. Dạ, chào anh, còn tôi là Hiền, trưởng đoàn kiểm toán. Hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Cần gì thì cứ liên lạc với tôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai cô rất nhiều. Cảm ơn anh. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Ủa? Ủa? An? Chị Hiền? Sao chị lại tới đây? Chị làm trưởng đoàn kiểm toán cho công ty con của tập đoàn Phương Tính. Hèn gì, chị thấy tên công ty quen quen mà chị không nhớ ra. Thì ra em làm gì ở đây hả? Trong công ty em không ai biết. Em với chị là em chồng chị dâu hết. Mà... lỡ như ai biết được á là chắc chắn có chuyện á. Nhưng mà bây giờ chị không thể nào từ chối được. Sếp của chị đã phân bổ như vậy rồi, bây giờ mà rút chị khó xử lắm. Vậy thôi, hai chị em mình cứ giả bộ là không quen biết nhau. Dù gì trong công ty cũng chưa ai biết mối quan hệ của chúng ta. Cứ cố gắng xong việc sớm là được. Chị sẽ cố gắng làm nhanh. Sao? Chuyển chỗ làm việc mới rồi.
thấy thoải mái hơn phải không anh? Đương nhiên là rộng rãi hơn thì phải thoải mái hơn chứ. Bộ xa em, anh không thấy nhớ em hả? Hả? Cô làm cái gì vậy? Người ta vô thấy bây giờ. Anh làm gì vậy? Tính tránh mặt em hoài hả? Hôm qua hai đứa mình vẫn còn vui vẻ với nhau mà. Sao mà anh lúc nào cũng né tránh em hết vậy? Em là phụ nữ, em không có cần ràng buộc gì nhiều hết á. Thì anh cũng đâu có cần phải quay mặt sau mỗi lần ân ái với em như vậy đâu. Tôi nói cô chấm dứt đi, tôi không muốn dây dưa với cô nữa. Cô làm ơn buông tha cho tôi có được không vậy? Sao? Bộ hôm qua về bị vợ la hả? Ừ? Tôi nói cô chấm dứt là chấm dứt. Cô có hiểu không vậy hả? Em hiểu. Nhưng mà em lỡ mê anh rồi. Anh mà không muốn là cả công ty này biết hết á. Anh biết không, em vẫn còn nhớ cái cảm giác đê mê của anh tối hôm qua. Cảm giác đó em nhớ tới bây giờ, em không có quên được. Có trách á thì trách anh đi. Ai biểu anh mạnh mẽ, đàn ông quá làm chi. Thôi đủ rồi. Ok, anh làm việc tiếp đi, bớt căng thẳng. Em đi nha anh. Thần ơi là thần, mày làm cái gì vậy? Công ty này không giúp nổi cho cô đâu. Tôi sẽ ký lệnh sa thải cô ngay lập tức. Lo thu dọn đồ đạc đi. Đừng quên yêu thương nơi làng quê mái nhà, rồi ngày sau nghĩ về những tháng năm vô thường. Tất cả là do con nhỏ đó giờ không mới bị hư thai. Mày có ý đồ gì? Nói! Mày muốn hại tao đúng không? Hả? Mày có ý đồ gì? Hả? Ý đồ gì? Mày muốn hại tao đúng không? Hả? Nói đi! Nói! Nói! Biết không còn để tao đi! Ông khùng thiệt hay là khùng giả vậy? Ở đây là bệnh viện, ai mà nằm than nữa. Không biết tới khi nào ông mới hiểu đây trời. Bây giờ tính ra đó, bà thương con gái của bà. Có thịt áp chảo Pony là ba cân đẻ. Pony áp chảo, phả đảo cơm nóng. Pony.